Hello, xin chào cô chú anh chị nha. Bây giờ có một chiếc xe siêu xe đi đến nhà của Hồng Loan. Thì hôm nay là chị Phương Lê với Lê Anh Sang. Nãy là đi lên phim trường không biết có anh Vũ Lân hay không, nhưng mà khán giả có bình luận vô nói là tối nay chị like Phương Lê live stream bán bánh trưng thu chung với Hồng Loan chắc cháy hàng. Cháy hàng, chấn động luôn cô chú. Với lại cái thứ hai nữa, chị Hồng Loan sẽ công bố một cái MV của chị Ni với lại anh Sang. MV thì mới bật mí tí xíu là cái chuyện tình Lan và Điệp thôi, nhưng mà nội dung thì chưa biết thì cái gì. Không, nội dung thì anh cũng nói là MV hài quay vui đó, thì chưa thấy công bố gì hết, còn hẹn tới với mọi người. Bình thường thấy chị Phương Lê là mỗi khi xuất hiện là đi trên chiếc G63 màu xanh. Hôm nay tại sao chiếc xe màu trắng đậu đây, đậu nãy giờ luôn chưa xuống, chắc là chờ chị Hồng Loan ra hay sao. Nay có khả năng chị Phương Lê đi chiếc xe mới cô chú anh chị ơi. Xe này cũng là rất là tốt và xịn lắm. Thì đáng lẽ là tối nay cũng là như mọi khi là có chị Loan, chị Ni và anh Sang. Nhưng mà bất ngờ có khán giả bình luận vào tối nay là chị Phương Lê sẽ live stream bán bánh trung thu của chị Long cháy hàng. Trời ơi. Mà công nhận là có chị Phương Lê vô live stream vui. Cà khịa vui. Nó sôi động lên nè. Bán hàng nhiều hơn, người ta vui vẻ hơn. Như là nói hết lời của Hồng Loan luôn. Là, nhưng mà có chị Phương Lê vui, chị Phương Lê chỉ cần nói rất là nhiều nhưng mà vui. Ở tỉnh này thì có cái chuyện là có năng khiếu bán hàng hài hước á. Cái chuyện rồi vé xe vô luôn rồi nè, vé xe. Ở vé xe của chú ơi. Xe vô, chị Ni chuẩn bị xuống rồi, chị Phương Lê chuẩn bị xuống. Đúng chị ơi. Thì tối nay nếu mà một cái đêm mà lâu lắm rồi chị Phương Lê không có live stream cùng với Hồng Loan. Thì nếu mà live stream cùng Hồng Loan là một cái đêm chấn động tối đêm nay luôn, bán bánh trung thu là nói chung bán đắt hàng luôn, đặt đơn, cháy hàng luôn, không giao luôn cô chú anh chị ơi. Ai nãy đi về lúc mà đóng MV về khuôn mặt cũng phấn khởi hết á. Vui quá trời vui luôn, thấy chị Ni á về cười hớn hở luôn. Chị Hồng Loan cũng vui, anh Sang cũng vui nữa. Anh Sang thì ảnh đi công chuyện rồi, ảnh nói nghe một xíu nữa ảnh quay trở lại và ảnh sẽ hỗ trợ Hồng Loan bán hàng trong cái buổi livestream tối nay. Mọi người thì cũng rất là mong chờ. Rồi em có chị Ni mở nghe có gì không thế. Các chỉ quen hay gì ta? Chỉ quen rồi mới mở xe vậy. Cháy da nhiều nữa. Hiện tại bây giờ chị Hồng Loan với lại chị Ni trong chổng làm gì đố vậy? Hồng Loan với lại chị Ni thì sau khi mà đi quay MV về thì mệt, thì chắc chắn về là sẽ ăn uống và nghỉ ngơi, cũng như là ngồi lại tâm sự trò chuyện để cho cái không khí nó vui vẻ, nó không có bị stress á, để cho cái năng lượng tối nay để chị Ni và chị Loan live stream mang lại cái không khí vui tươi và tích cực hơn trong cái buổi live stream. Đó. Đặc biệt là chị Loan thì trong những lần đầu mà chị không biết live stream, chị không biết nói gì hết á, thì có sự giúp sức của bé Bùn. Bé Bùn sẽ biểu diễn những cái điệu nhảy tăng đó, rồi chị Ni, rồi kèm đó là anh Sang đó. Rất là mong là tối nay có sự có mặt của chị Phương Lê đó, ai đến nữa kìa. Khán giả lại tới ủng hộ cho chị Hồng Loan cả nhà ơi. Ôi, mở cửa bên này nè anh. Kêu cửa bên này nè. Cửa bên này. Anh này thấy quen quen nè. Thấy quen lắm á. Đó, có nhiều khán giả đến là sẽ không biết cái kêu cửa bên này. Thì sẽ bên này tại vì không có người á, sẽ không có ai biết. Còn cứ qua bên này là sẽ có người. À, nhớ rồi nè. Biết đâu không? Biết không? Nhớ quen không? Nay qua ủng hộ rồi đó. Ông này nhớ trên TikTok.
nó lại mua ủng hộ rồi cho nhiều khán giả yêu mến cũng như là ủng hộ cho Tiền Quang, và nhiều khán giả đến đây thắp nhang cho cậu Năm Vũ Linh rồi mua ủng hộ cho Tiền Quang luôn. Đó, rất là nhiều khán giả hello đó thấy không, đi ngang khách mà vui vẻ còn hello youtuber. Thì trở lại cái đề tài tối nay, nếu mà có chị Ni mà live stream thì cái không khí live stream mà vui vẻ thì người sẽ ủng hộ càng đông cô chú anh chị ơi. Mà nhất là chị Phương live chị xuất hiện có đúng một lần trong cái buổi live stream vậy đó. Nếu như mà tối nay mà chị Phương Lê có xuất hiện là lần thứ hai. Chảy đường. Cái đợt đầu 7.000 đơn rồi, đợt này chắc hơi nhiều hơn 10.000. Nhất là bây giờ bán bánh trung thu nữa theo cái combo. Ê, cái combo đó làm sao ta? 4 bánh hả? 6 bánh với 8 bánh không? Bây giờ chị Lan có đang ghi ở trên Facebook chị á, là combo bán theo combo luôn. Là 4 bánh nè, rồi 6 bánh cũng có, là 4 bánh thịt gỗ bẻ tay cũng có. Gọi là hộp đặc biệt á anh, do họa sĩ tự vẽ luôn. Khán giả đến mua hàng chị Loan tiếp tục cả nhà. Thì bây giờ là cái buổi chiều á, mọi người đi làm về lại giờ này là người ta sẽ ghé ai mà tiện đường ngang qua từ gần đây thì người ta sẽ ghé vào để mua ủng hộ cho chị một bịch sấy, một bịch trà bông, một bịch chùm bột. Nhiều người thì mua combo 6 món, đúng rồi, thì combo 6 món luôn. Rồi nhiều người thì sẽ mua bánh trung thu, đặc biệt là chị có bán bánh trung thu cái mùa trung thu này nữa. Từ đây đến trung thu cũng còn lâu, như là sẽ trước trung thu và chị sẽ có một buổi phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi ở nhà di động. Cái đó có ý nghĩa lắm. Thì chị nói là làm cái ở miền Nam Vũ Linh á, qua Nam Vũ Linh hay làm việc này, bây giờ là chị Loan làm thay cho ba mình. Ủa nãy giờ chị đi vô chưa? Đi vô rồi, trời, chị đi vô hả? Quên nhìn chị đi mà hả? Mặc áo da bà ba. Đẹp quá, đẹp lộng lẫy quá, nhìn cái là hả? Quên là hỏi chuyện gì nữa. Chạy ngang hello mình thấy chưa? Bình thường thấy chị đi mặc đồ giản dị ha, hôm nay mặc nguyên cái áo bà ba về cái là ngạc nhiên luôn. Thì chị đi bây giờ vô showbiz rồi, làm MV rồi, đâu phải đơn giản. Đóng MV là nhiều khi mà có duyên sao, thí dụ như tung lên mạng phải không? Mà có duyên là có khả năng cũng làm được ca sĩ nha, chứ không bây giờ ở đâu. Chị hát với chị Hồng Loan á, nhiều người nói chị Ni rồi giọng hay, ca hay. Rồi mọi người nếu mà thấy chị Ni hát hay thì comment xuống dưới cho chị Ni có khả năng là nếu mà có duyên làm ca sĩ cũng được. Chị Ni sẽ ra thêm nhiều MV cho cô chú anh chị. Thì hôm nay là cái MV đầu tiên của chị Ni với lại anh Khang. Đầu tay gọi là đầu tay á. Đầu tay nhưng mà chưa có tiết lộ gì hết nha mọi người. Tất cả là bí mật trong vòng bí mật và sẽ được cập mí với cả nhà trong video tiếp theo. Đó, nếu như mà chị Ni với anh Sang mà có tiết lộ gì thì em sẽ cập mí cho cô chú anh chị. Cũng như nãy em có hỏi anh Sang là khi nào MV sẽ được phát hành đó. Tại vì khi mà mọi người biết cái tin mà quay MV thì người ta rất là mong chờ cái ngày ra MV để coi đó. Thì nãy em hỏi thì anh Sang cũng chưa biết được cái ngày nào hết. Thì sắp tới khi nào mà cái công việc làm hậu kỳ á xong thì sẽ có một ngày cố định để thông báo với các cô chú anh chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà của mình trong video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.